Thưa, điều đầu tiên Minh Thiền xin thưa với đại chúng trước là do cái nghiệp của mình nó nặng quá nên mấy bữa nay nó bị cảm, nó ho, nó sổ mũi hoài, nó không hết. Nói ra không phải để các vị thương hại mà để các vị thông cảm, nếu mà giá như Minh Thiền chia sẻ cái buổi này mà trong đó nó có tiếng ho, tiếng sổ mũi, tiếng ách xì thì các vị cũng hoan hỷ cho. Đừng có thấy ghê bỏ chạy hết tội nghiệp tôi. Thưa, hôm nay mình sẽ nói với nhau về hai cái đại ý chính mà nó được bắt nguồn từ hai câu hỏi của một số Phật tử hỏi Minh Thiền đem ra đây xin trả lời cho đại chúng. Những vị đi bán nhang mặc đồ lam, đầu trọc, có phải là thầy tu ở chùa hay không? Mình nghĩ mình nên đem ra nói với nhau một chút. Bây giờ là những cái tình trạng mà không phải nó có mặt mới đây, nó có mặt cũng mười mấy hai chục năm nay rồi. Cái việc mà có những người cũng mặc đồ lam, cạo đầu trọc, rồi ôm cái túi bự thì bự đi bán nhang. Đúng ra thì cái bó nhang người ta bán có 5.000 đến 10.000 thôi, mà mấy ông bán tới 50.000, 100.000. Không nói đi đâu xa, nói gần nhất, không phải vạch trần tội lỗi mà nói thực tế để cho nhau nghe. Ở trên chùa Thanh Hòa mà lúc ông cụ nhà mình đang xây chùa đó, là ông cụ cử thầy Tâm lên trên đó để làm trụ trì. Chùa đang xây mà có hai ông thầy ôm nhang đi vô trong nhà Phật tử ở gần đó bán. Rồi Phật tử mới hỏi là thầy bán nhang cho chùa nào, thì nói là chùa Thanh Hòa đang xây, thầy trụ trì chùa Thanh Hòa kêu đi bán nhang để gây quỹ lấy tiền về xây chùa. Cái Phật tử nghe như vậy mới gọi điện trực tiếp cho thầy Giá Tâm: thầy ơi, thầy làm nhang hồi nào và tại sao thầy không đưa Phật tử tụi con đi bán mà thầy bắt hai ông thầy ở đâu đi bán? Thầy Giá Tâm ổng nghe xong ổng kêu: trời ơi, tôi nghèo chết bỏ chứ làm gì mà có chuyện đi bán nhang làm kiểu đó. Đó là cái việc mình kể để thấy nó sai sự thật. Và những người đi bán nhang họ tìm đâu ra cái mộc, cái dấu, họ cũng ghi tên chùa, hình ảnh của một ngôi chùa nào đó. Mà nhất cái tình trạng bán nhang này nó xảy ra ở Tiền Giang, là những người ở Tiền Giang đi bán rất nhiều. Đi vô đưa cái giấy ra, cũng có mộc, có dấu, có hình ảnh chùa: cô ơi, chú ơi, tôi ở chùa đó, chùa đang xây dựng, nghèo khổ nên bán bó nhang, cô chú mua để ủng hộ. Nhiều người thì họ cảm thấy là thầy là một cái gì đó cũng khổ cũng cực, thầy là một người gì đó cũng vì mọi người đồ này kia để làm chùa rồi đó, họ cũng mua. Có khi họ mua một bó mà họ trả tiền hai ba bó. Những người đó họ đinh ninh một điều rằng những đồng tiền đó sẽ đến với chùa, nhưng những đồng tiền đó đến đâu? Đến những quán cà phê, đến những sòng bài, đến những cuộc ăn nhậu. Đây là điều rất thực. Tôi không nói xấu, tôi không lên án, nhưng tôi nói lên những gì thực tế. Phật tử hỏi: tại sao những vị đó vào trong nhà bán nhang, vào trong nhà bán nhang rồi năn nỉ, rồi xin xỏ đủ thứ hết, ông thầy không thể đánh mất giá trị đến như vậy? Nghèo đến cỡ nào nghèo, một ông thầy tu ở chùa không bao giờ năn nỉ để xin, để kèo nài, để lôi kéo, để moi tiền Phật tử. Tôi nói thiệt đấy. Cái gì cái phải giữ sĩ diện cho mình, còn giữ hình ảnh của tăng đoàn nữa chứ. Tại sao những vị kia làm được như vậy mà không sợ đang làm lu mờ hình ảnh của tăng đoàn? Bởi vì họ không phải là tăng, họ không phải là những ông thầy tu ở chùa. Họ đi bán nhang đó, nói thẳng,
là một cái nghề để sinh nhai, để kiếm sống, để hái ra tiền. Và cái hình ảnh mà một người đầu tròn mà áo lam đi bán nhang, người ta sẽ mua và người ta sẽ thương tình hơn là một người tóc dài mặc thường phục. Thế cho nên thấy cái hình ảnh mà của ông thầy chùa đó dễ hái ra tiền, dễ gây động lòng người khác, cho nên họ bất chấp tất cả mọi tội lỗi họ làm điều đó. Ở đây có ai đã từng mua nhang vậy chưa? Có. Nhiều bó đó. Có Phật tử cho biết rằng vào mời mua nhang không mua, họ chửi mình nữa, họ nói xấu mình nữa. Có ông thầy nào mà trời đất vậy không? Nhưng Phật tử mình thì hiểu đó. Nhưng những người bên ngoài họ đâu có hiểu. Những người không phải Phật tử, những người không đi chùa đâu có hiểu. Họ cứ nghĩ đó là ông thầy ở chùa. Và họ nghĩ mấy ông thầy chùa đó, thầy chùa là vậy đó. Nhưng mà tôi xin thưa rằng tôi muốn kêu oan cho các ông thầy ở chùa. Tôi muốn nói với những người không phải là Phật tử, những người ở bên ngoài kia, đó không phải là thầy ở chùa tu. Đó là những người họ vẫn ở nhà, họ vẫn có vợ có con, đời sống họ bình thường, và họ tự cạo đầu để đi bán nhang kiếm tiền. Và họ đang phỉnh mọi người, họ nói họ ở chùa và chùa họ đang say. Thật sự họ không phải là thầy ở chùa tu. Cái chuyện bán nhang này, có một số chùa ở vùng quê có xe nhang để bán, nhưng bán ở tại chùa, và nói cái từ bán cũng không đúng, mà xe nhang để những người Phật tử đến thấy chùa cũng nghèo khổ, thỉnh thay vì mình đi ra ngoài tiệm mình mua bó nhang đúng không, thì thay vì ra tiệm mua bó nhang thì mình đến chùa mình lấy bó nhang ở chùa rồi mình bỏ vô thùng công đức ít đồng vậy thôi, để mình phụ với cái việc đèn dầu hoa quả bông trái ở chùa. Chuyện xe nhang trước đây có nhưng bây giờ rất ít, cũng có còn vài chùa vì điều kiện kinh tế khó khăn, Phật tử địa phương quá nghèo cho nên phải xe nhang để rồi cho Phật tử tính lấy bỏ 5 đồng 3 đồng gì đó để làm cái vốn liếng xây sở cho chùa. Có, nhưng không có đi bán và với cái giá cắt cổ như thế. Là một, sẵn đây nói luôn, những người ôm bình bát đứng ở ngã tư, đứng ở chợ, đứng ở ngã ba, hai ôm bình bát đi lê thê trên đường, hình ảnh là một ông thầy, một sư cô quấn y, đầu tròn chân đất, đi cũng đạo mạo. Phật tử hỏi có thật là thầy hay không? Bây giờ mình nói trước, giáo hội đã cấm, có cái lệnh cấm, và cái cũng có thông tư qua cho bên Bộ Công an, bên Ban Tôn giáo Chính phủ và các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã vân vân, là giáo hội không có cho một vị thầy, một vị sư nào của giáo hội để ôm bát đi khất thực lang thang hết. Mà hệ phái khất sĩ chỉ giữ lại một hoặc hai ngày khất thực là những ngày trong lễ kỷ niệm ngày vắng bóng của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang thôi. Nhưng mà đi trong phạm vi, trong một khuôn viên nào đó mà đã được xin phép và đã được các cấp chính quyền tạo điều kiện giữ an ninh vân vân để đi. Nhưng mà khi đi khất thực là đi cả giáo đoàn, đi cả một giáo đoàn, tức là đi rất rất nhiều sư để đi trang nghiêm thanh tịnh, và đi đúng giờ. Đúng giờ, một năm chỉ được một ngày, hai ngày gì đó trong ngày lễ kỷ niệm của Đức Tổ sư thôi. Ngoài ra không có đi liên lễ để ôm bát đi xin đầu này đầu kia, rồi đến trước nhà người ta cứ ôm mình bát đứng đó cúi đầu xuống. Mới sáng mà mở cái quán ra chưa bán được gì hết, thấy ông sư đến đứng cúi cái bát rồi cũng lật đật cho tiền để chọn đi đi mình bán chứ. Thì cũng nói luôn, giáo hội đã không cho thì tăng ni, những người
Con của giáo hội sẽ không làm điều đó. Vậy thì những người họ không biết giáo hội ra cái thông tư đó họ mới làm. Vậy thì những người đó là ai? Là con của giáo hội tại sao không biết? Vậy họ không phải là người của giáo hội, họ không phải là người được bước vào chùa để tu tập, để xuất gia thật sự. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương của mình thường hay bị cái tình trạng đó, mà nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó tôi có đọc một tờ báo, và báo Giác Ngộ của mình cũng có phản ánh. Có phản ánh đó là có một cái xóm gọi là xóm thầy chùa. Trong cái xóm đó luôn, trong một cái khu đó, dãy nhà trọ đó là chồng cạo tóc, vợ cũng cạo tóc, con cũng cạo tóc luôn, đầu trọc hết. Bình thường á, ở nhà thì mặc quần xà lỏn, áo thun vân vân, nhưng mà tới giờ mà đi á, sáng là quấn y vô ôm bác đi khất thực, tối về vẫn quýnh bài, vẫn nhậu nhẹt, vẫn đời sống gia đình bình thường. Những hình ảnh này gây thương tổn cho đạo Phật rất là nhiều. Để người khác nhìn vào đạo Phật và đánh giá đạo Phật rất là nhiều. Nhưng mà nó quá đông. Cái phần cũng chưa có gây cái tội gì lớn lắm đối với pháp luật, cho nên giải quyết cũng khó lắm. Hình ảnh một ông thầy mà ôm bình bát đi đầu trần chân đất tất nhiên sẽ khiến người khác động lòng thương. Thương cái đầu trần chân đất, thương cái dáng đi nhẹ nhàng, thương cái màu áo thanh thoát. Họ đến họ bỏ 500, 200 là chuyện bình thường. Vì họ nghĩ rằng đây là những nhà tu, họ mới bỏ vào bình bát. Họ không nói cúng dường đâu, họ nói cho cũng được. Nhưng mà thưa các vị, những đồng tiền của những con người có tình thương kia, nó không được sử dụng một cách đúng đắn, nó không sử dụng một cách đem lại công đức và phước báo cho cả người cho lẫn người sử dụng, mà nó đem đến những hệ quả rất là xấu, rất là tồi tệ. Quýnh bài, nhậu nhẹ, hút chích vân vân, đó là điều mà báo chí cũng lên án rất là nhiều. Họ cứ nghĩ tại sao giáo hội không quản lý. Nhưng thưa, giáo hội quản lý là quản lý những người con của giáo hội, chứ những người đó không phải là những người con của giáo hội. Con của giáo hội là những người tu sĩ ở chùa tu. Những người tu sĩ chùa tu là được vào chùa tập sự công quả 5 tháng, 7 tháng, trải qua bao nhiêu cái thử thách, học thuộc bao nhiêu bài kinh mới được cạo cái đầu. Cạo cái đầu xong vẫn phải học, vẫn phải bị thử thách, vẫn khổ cực hơn mọi người. Phải thức khuya, phải dậy sớm, phải vất vả rồi mới bắt đầu đủ duyên đi thọ cái giới để làm ông sa di. 3 năm hoặc 5 năm sau, tùy theo cái hoàn cảnh, cái nhân duyên mà mình đi được thọ đại giới, gọi là tỳ kheo giới, khi ấy mới chính thức là một ông thầy. Như vậy muốn làm một ông thầy thì mất ít nhất là thời gian phải từ 5 đến 7 năm mới được làm ông thầy. Còn bây giờ không mất 5-7 năm, mất 1.000 đồng chạy ra mua hộp dao lam, xong về cạo rột, mất mấy trăm ngàn đi mua miếng vải về vàng vàng mai cái áo, mai cái y quấn là rẹt, trong vòng nửa buổi làm ông thầy, sướng gì đâu. Và tôi nói ra điều này, tôi mong những lời nói này của tôi sẽ đến với những người chưa nghe, chưa hiểu và chưa biết gì đạo Phật, để họ có một cái nhìn khác về đạo Phật. Và tôi khẳng định đạo Phật không phải các ông thầy tu để đi bán nhang. Các ông thầy tu không phải để ôm bình bát đứng ở ngoài ngã tư, ngã ba để ăn xin, để kèo nài và để lấy đồng tiền đó đi hút sách, đi cà phê, đi rượu chè. Khẳng định rằng các ông thầy tu của đạo Phật không ông nào làm như vậy cả. Đó là người bình thường, đó là một con người ở bên ngoài và họ không biết gì đạo Phật, họ mới làm những điều đó. Họ biết về đạo Phật, họ không bao giờ dám làm điều đó. Bởi vì làm những điều đó sẽ mang lấy một cái quả báo vô cùng lớn. Họ nghĩ rằng tự nhiên mình
đi sinh hoặc đi bán bó nhang, đi nửa buổi hoặc đi một ngày, trong túi có một vài triệu, làm một cái, như vậy tính ra một cái mức lương hàng tháng của họ rất rất là nhiều, nhiều hơn những người công nhân khổ cực kia. Họ nghĩ đó là sung sướng. Thưa các vị, không phải như vậy đâu. Một đồng một cắc của người ta cũng là cái nợ. Cái không, họ cho không mình, nhưng mà không phải là cho không đâu. Họ đưa tới họ cho mình, họ đang gửi gắm, đang gửi gắm cho mình cái nợ đấy. Tự khắc họ cho mình, họ có phước. Họ có phước bao nhiêu thì mình có cái nợ, có cái quả bấy nhiêu. Chứ không phải thấy đi bán bao nhang, ôm mình bác người ta cho cái thấy tiền không là tiền cái ham, ham là chết. Những người đó, điều thứ nhất, họ sống thân không bao giờ được khỏe mạnh, được bình thường, gặp nhiều đau bệnh ở nơi thân, và hoàn cảnh sống không gặp chuyện này cũng chuyện kia, gia đình họ không bao giờ được hạnh phúc, xào xáo cự cãi, đánh đập nhau, chửi bới nhau là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì họ đang chịu cái nợ, và cái quả của họ gánh ngày một lớn, cái tội của họ ngày một lớn, thì làm sao đời sống của họ được bình yên. Nói như vậy để cho các vị thấy rằng chính các thầy cũng thế. Những cái mà các thầy có mà gọi là của cải, là vật chất, nhưng xin thưa, có nhưng mà không thôi. Bởi vì sao? Những cái mà mấy thầy có đều là của Phật tử gửi cho mấy thầy, chứ không phải là thật của mấy thầy, đúng không? Các vị đem đến, các vị cầu phước, gửi vào đó để nhờ thầy làm cái này cái kia cho Tam Bảo, để thầy nhờ thầy làm Phật sự. Như vậy những đồng tiền đó chỉ để và làm Phật sự, xây chùa, xây giảng đường, tạo điều kiện nuôi tăng chúng, lo cho Phật tử tu. Những đồng tiền đó có phước cho người cúng và có phước cho người sử dụng. Bởi vì người cúng cúng đúng người, người sử dụng đúng việc. Như vậy là việc cúng dường và việc thọ nhận cúng dường đó đúng như chánh pháp. Còn cái người mà họ nhận đồng tiền đó để họ chè chén say sưa, để họ mua, họ sắm của cải riêng tư, để họ phục vụ cho đời sống gia đình, vợ con họ, đó là việc không đúng chánh pháp. Cả người cúng, cả người cho vẫn lẫn người nhận cái của cho, đều không thể nào có một cái phước được. Bởi vì người kia nhận đồng tiền này để làm những việc sai, thương cho những người không biết, cứ đem tiền đến cho, đem tiền đến cho. Nhớ nha, mai mốt có cúng dường, có mua nhang nữa, tới chùa mà mua, có cúng dường tới chùa mà cúng, bỏ vô thùng công đức, mấy thầy lấy cái đó sẽ sử dụng lo việc cho chùa chiền. Còn mà đi mua nhang, mấy ông mà đầu trọc đi bán đó, coi chừng bị lầm, đi cho mà mấy người đứng ở ôm bác đó, coi chừng sai. Tôi đã chứng kiến không ở đâu xa, ngay ngã tư Vũng Tàu. Cho vị để ý, chiều nào đi ra đó cũng thấy có một bà sư cô, hình ảnh là bà sư cô cho nên mình gọi là sư cô, chứ thật sự nó không phải là sư cô, vì nó đâu có giới lực, đâu có được xuất gia ở chùa đâu mà sư cô. Một ông thầy được gọi là thầy vì ông đó có nguồn gốc, có thầy tổ, có sư phụ để xuất gia và trải qua bao nhiêu thử thách và có đăng đàn thọ giới mới được gọi là thầy. Một vị sư cô cũng thế. Còn cái này tự cạo tóc, tự mặc áo này mà không có giới pháp, không có sư phụ, không ở chùa thì không phải là thầy, không phải là sư cô. Thì bữa tình cờ tôi đi ngang đó, đèn đỏ tôi dừng lại, thì tôi thấy có một cái bà đó đứng ôm cái bình bát, khoảng tầm bốn mấy năm mươi tuổi vậy đó, đứng bên cạnh có cái chú nhỏ cũng cạo đầu, khoảng đâu mười mấy tuổi à, đứng đó. Cái mình thấy vậy mình cũng để ý coi làm sao. Cũng chiều rồi, mình cắp xe vô lề, đẩy xe lên lề, cái mình đứng xa xa mình đợi, thì thấy vẫn đứng im ôm mình bác, đồ cũng trang nghiêm lắm.
Hễ đèn đỏ đó thì người ta dừng trước mặt là anh đứng ảnh gồng xuống vậy nè. Đèn xanh người ta chạy lại, bắt đầu anh ngó, anh ngó chỗ này ngó chỗ kia, cái tới đèn đỏ anh đứng đi. Đó, vì đèn đỏ là người ta sẽ dừng xe trước mặt, phải đứng trang nghiêm người ta mới bỏ tiền vô bác chứ, quay qua quay lại ai bỏ tiền. Thấy đèn xanh là anh quay tới quay lui, anh đứng anh eo qua eo lại, anh đứng cho đỡ mỏi, cái tới đèn đỏ anh đứng nghiêm. Cái này nè mới hay nè, mới hạnh phúc nè. Khoảng đâu hơn 5 giờ á, cái có một ông thầy, mà không mình nói thầy cho vui, cũng chắc ôm bác đi khất thực ở đâu đó, mang cái túi to thiệt là to, chạy chiếc xe quay tới, bốc cu nhỏ bỏ ngồi trước, bà Nico leo lên sao chở đi. Hạnh phúc ghê không? Hạnh phúc dễ sợ. Cả gia đình đi làm thì chùa tu hết. Những người đó không, khẳng định lại, không phải là người tu ở chùa, không phải là thầy, và những người đó không liên can và không biết gì về đạo Phật hết. Biết về đạo Phật họ không làm như vậy. Như Phật tử bây giờ nè, Phật tử bây giờ nghèo đó, không có cơm có áo có gạo ăn, dám đi làm vậy không? Không bao giờ dám. Mình là Phật tử thôi, có niềm tin nơi Đức Phật, có lòng tin nơi Tam Bảo, mình không bao giờ làm những điều tào lao tầm bậy như vậy hết. Còn những người đó họ không biết gì về Đức Phật, không có niềm tin và họ không biết ông thầy là ai, cho nên họ cứ thí xác mà làm. Nhưng thưa các vị, tội lỗi lắm. Mình không mong họ đón nhận những quả báo, nhưng tất nhiên những quả báo sẽ đến với họ trong kiếp này và nhiều kiếp về sau. Họ phải làm gì? Họ phải bị đọa vào trong quả ngục, bị thiêu bị đốt. Sau khi bị thiêu bị đốt đó, họ sanh trở vào loài ngạ quỷ để đối khác ngàn triệu năm, vì cái nợ là ăn của người khác. Sau khi ngàn triệu năm trong kiếp ngạ quỷ rồi, họ phải đầu thai làm trâu làm bò để kéo xe để trả nợ cho người. Cái quả báo kinh khủng, ăn được bao nhiêu năm, ăn được bao nhiêu tiền, ăn được bao nhiêu đồng bạc, mà cuối cùng phải chịu cái quả báo triệu triệu năm đau khổ. Hết địa ngục tới ngạ quỷ rồi lại làm trâu bò, khổ đau vô cùng. Tôi chỉ thầm cầu mong cho những người không phải thật là ông thầy tu thì đừng nên làm như vậy. Chỉ cầu mong cho những người giả dối kia, họ thức tỉnh, họ nhận ra họ đang sai, để họ không vướng vào cái tội lỗi, để cái nghiệp của họ nó nhẹ hơn nhờ sự thức tỉnh sớm này. Giá trị của một ông thầy tu, hình ảnh đẹp của đạo Phật bị những người đó làm lu mờ, bị những người đó đạp đổ, tội lỗi của họ rất nhiều. Mình hãy cầu nguyện cho họ đừng vướng vào cái tội đó, và cầu mong cho những thế hệ sau này, con người ta đừng có bao giờ vướng vào cái con đường đó. Đó là những điều mà mình muốn chia sẻ với nhau hôm nay, và hết giờ rồi. Xin cảm ơn những người không bệnh ngồi lắng nghe người bệnh nói. Thì hai cái tội này, cái gì có chung tội là gì vậy? Cái gì? Hai cái gì này? Rõ ràng nếu như anh là người không hiểu, anh là người không hiểu mà anh phạm phải tội còn có thể tha thứ. Anh là một người đã hiểu đã biết mà anh cố tình phạm tội, tất nhiên tội nặng hơn và không thể tha thứ, không thể tha thứ. Một cái người họ làm quan, họ chưa hiểu về một cái điều luật của triều đình, khi họ phạm phải có thể là có những hình phạt nhẹ cho họ, nhưng một người đã hiểu và đã biết mà cố phạm đem ra chém. Tất nhiên nếu như một người họ không phải là Phật tử, không phải là đạo Phật, mà họ đi lừa gạt Phật tử, đi lừa gạt mọi người để có đồng tiền phục vụ cho bản thân họ, thì người đó tội rất nặng, nhưng sẽ không nặng bằng cái người mà biết một ông thầy, một sư cô thật sự mà vẫn đi lừa gạt Phật tử để chiếm đoạt tài sản, để làm phục vụ những điều không tốt. Cái người đó đọa địa ngục không có ngày ra. Cái người không biết coi vậy chứ vô địa ngục có ngày ra. Còn cái người mà biết mà cố phạm như vậy, vô địa ngục vô gián lỡ luồn trong đó không ra được, tội sẽ nặng hơn. Cái chuyện này, một hạt gạo, một giọt nước phải nợ, phải mang lông đội sừng để trả. Nhưng có khi tiêu ngàn vạn lượng vàng của đàn na tinh thí mà vẫn không bị tội. Hai vấn đề này nó khác nhau hoàn toàn.
Điều thứ nhất, một ông thầy như thế nào để xứng đáng để thọ nhận của cúng dường? Ông thầy đó phải có giới. Ông thầy đó phải có giới. Giới là gì? Giới đó chính là cái thân huệ mạng. Ta gọi là giới thân huệ mạng, mà giới đó chính là sự sống của một ông thầy, đời sống của ông thầy. Một ông thầy không có giới, một ông thầy không có giới, tất cả những cái thọ nhận của Phật tử đều trở thành nợ. Một ông thầy có giới, tất nhiên khi có giới, ông sẽ không bao giờ sử dụng những đồng tiền đó một cách sai phạm. Khi đã có giới, tức khắc sẽ có định và có trí tuệ. Và giới định tuệ nó song hành cùng nhau, thì ông thầy đó làm việc gì cũng đúng chánh pháp. Lời nói đúng chánh pháp, hành động đúng chánh pháp, tâm hành đúng chánh pháp. Mọi việc, dù có cúng ngàn vạn đồng tiền đến với ông ta cũng không hề mang nợ, vì ông ta chỉ nhận và làm giùm người khác những chuyện phước báo và làm lo trùng hưng tam bảo. Thế cho nên hồi đó có một vị đến cúng 1.000 lượng vàng cho ông hòa thượng trụ trì. Ông này ông cúng xong ông cứ nhắc đi nhắc lại là thầy ơi con cúng thầy 1.000 lượng vàng. Ông thầy trụ trì ông gật đầu, ông ừ. Cái nhắc. Cái ông đó ông tức lên kêu dạ thưa thầy, 1.000 lượng vàng không phải là nhỏ, mà tại sao con cúng cho thầy, thầy chẳng có một lời cảm ơn con là sao? Ông thầy ông nói, nếu nói cảm ơn ông phải là người cảm ơn ta. Vì 1.000 lượng vàng này của ông, thay vì ông đem nó để đi xây chùa, tạo cái việc phước báo, tạo công đức, ông không có khả năng để xây, ông đem đến ông nhờ ta, ta chỉ là người làm công không cho ông, để đi xây chùa, đi độ tăng, đi làm, đi đắp đê, đi xây đường, đồ, làm những việc phước báo, ta làm thuê cho ông, mà ông bắt ta cảm ơn ư? Đâu phải ông cho 1.000 lượng vàng để ta tiêu, ta mua cái xe, ta mua cái nhà, hay là ta nuôi người thân trong gia đình ta đâu mà ông bắt ta cảm ơn. Cũng vậy, một người tu chân chánh khi họ sử dụng bất cứ những cái gì đều sử dụng không sai phạm. Mà sử dụng không sai phạm thì tự khắc bản thân của người tu đó đã là công đức rồi, vô lượng công đức rồi, thì tất nhiên không bao giờ xảy ra để phạm phải. Không có sai phạm thì làm gì có tội mà phải mang nợ. Không nợ, cái này không nợ. Chẳng hạn như Minh Thiền, các vị đến cúng dường nuôi ông thầy để ăn, để yên ổn, để tu. Và rõ ràng là tôi đang nợ các vị chén cơm manh áo, đồng tiền bát gạo. Nhưng tôi đem những lời dạy của Đức Phật, tôi dạy lại các vị, chúng ta huề nhau nhé. Nhưng mà nếu xét ra, cái xét ra nói căn bản hơn, thì các vị nợ lại tôi, các vị ban cho tôi cái vật chất còn có hạn, còn tôi đem Phật Pháp vô lượng vô biên, cái vô hạn để đem tặng lại các vị, ai nợ ai? Các vị nợ ngược lại tôi. Nhưng nếu tôi là một ông thầy không giới lực, không có phạm hạnh, không có xứng đáng, tôi phạm phải rất nhiều điều trong lời Phật dạy, tôi đi sai lời của Phật dạy, một giọt cơm, một hộp cơm, một giọt nước của các vị, tôi vẫn phải làm trâu làm bò để trả. Đó chính là nợ. Nợ hay không nợ là tùy theo đời sống của vị đó, sống đúng theo lời Phật dạy hay không đúng, và sử dụng đúng hay không đúng. Rõ ràng bên cạnh cái phước không khéo sử dụng thành cái nợ. Một ông thầy đem những cái của cải Phật tử cúng dường cho mình, Phật tử cúng cho một ông thầy, đâu có nghĩ là để cho ông thầy sẽ sắm chiếc xe cho sang để khoe với thiên hạ, hay là đi mua cái nhà cho lớn để ở riêng tư, hoặc là để đem đồng tiền đó đi cưới cô vợ. Phật tử cúng đều mong muốn một điều: thầy lấy cái này để làm Phật sự, để lo cho tam bảo, tạo điều kiện cho Phật tử tu học, đúng không? Ông thầy làm đúng như vậy, ông thầy không có cái gì là nợ cả. Ông thầy đang làm giùm Phật tử thôi. Còn ông thầy lấy cái đó, thay vì người ta cúng, nhờ ông xây chùa, ông đem cái đó ông đi xây nhà, nhờ ông lo tạo điều kiện để nuôi Phật tử tu học, ông lấy cái đó ông nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình ông, cỡ nào mà không đọ, cỡ nào mà không nợ? Đọ chết và làm trâu làm bò ngàn muôn kiếp. Như vậy thì trở lại như câu nói thầy Phước Tiến, mình không dám bàn cái gì hết, nhưng mình nói thiệt, tất cả mọi Phật sự mà làm nên nó cũng nhờ vào cái đức tu, nhờ vào đức tu và nhờ vào cái duyên. Nhưng không thể khẳng định, không phải khẳng định rằng
cái ông đó ông xây cái chùa to là ông tu tốt, cái ông mà không chịu xây chùa ở cái chùa lá lụp sụp là không tu. Không phải như thế nha. Các vị đến chư Phật chư Bồ Tát đến với cuộc đời là từ đại hạnh đại nguyện, và các thầy đến với cuộc đời cũng tùy theo cái hạnh nguyện và bổn hoài của mình đã chọn. Có nhiều vị dấn thân phát nguyện rằng kiếp này tôi không xây chùa to, không xây Phật lớn, tôi chỉ làm đơn giản có chỗ che mưa che nắng, và tôi phát nguyện là độ tăng chúng để tu. Có vị thì phát nguyện là kiếp này tôi sẽ lập giảng đường để độ Phật tử để tu. Có vị phát nguyện tôi sẽ xây chùa để cho chùa to Phật lớn, để cho có cái bộ mặt bề thế của Phật Phật giáo người ta nhìn vào. Rồi cái thứ hai là xây như vậy để lại đời sau này, vì một cái chùa được xây lên người ta nói là nơi quy tụ tâm linh, có nhiều người về được lợi ích. Như vậy thì nhìn với một cái nhìn là bình thường, ai xây được chùa nhanh, xây được chùa to đó là có phước, nhưng thật sự nó là cái duyên và cái hạnh nguyện của mỗi vị. Có nhiều vị tu kinh khủng lắm, chẳng lẽ ở cái chùa nhỏ nhỏ mình nói ông thầy đó không có cái phước, không có cái đức? Không phải. Các vị nên nhớ rằng ngày xưa đức Phật của mình vẫn ở dưới gốc cây, vẫn ôm bình bát đi xin ăn. Chẳng lẽ nói bây giờ đức Phật cái phước thua mấy thầy ngồi một chỗ có người đem tính xây chùa, có người ngồi một chỗ có người ta đem tới dân cúng, còn đức Phật phải đi xin? Không phải nghe. Tùy theo hạnh nguyện, tùy theo bổn hoài, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nơi chỗ gọi là trú xứ, và tùy theo cái điều kiện, cái nhu cầu mà cần thiết để xây hay không xây. Có nhiều chùa xây to thì to, không có Phật tử nào tu học hết, vậy thì xây lên để quét bụi. Còn có nhiều chùa các thầy xây thật to để làm gì? Để đáp ứng được nhu cầu tu học của Phật tử. Đúc kết lại, một người đệ tử Phật xứng đáng là một vị tỳ kheo. Thọ nhận không phải là nợ, mà đó là đang ban phước cho chúng sinh. Một vị là tỳ kheo mà không sống đúng theo phạm hạnh, không sống đúng theo lời của Phật dạy, thì đó chính là đang tự chuốc họa vào bản thân mà phải chịu cái nợ. Đồng ý không? Tội thứ nhất là xiển đề, tội thứ hai là gì? Bát kinh nhân quả. Bán kinh nhân quả hả? Dạ rồi. Xiển đề là gì? Nói đúng cái từ của nó gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là người không tin Phật. Không tin Phật là nhất xiển đề. Thì thử hỏi không tin Phật làm sao mà niệm Phật? Tại vì trong kinh nói là niệm Phật thì tội gì cũng tiêu, mà nhất xiển đề thì không tiêu. Bởi vì khi nhất xiển đề, ở trong kinh có lần Đức Phật nói với Ngài A Nan, nhất xiển đề có thể thành Phật. Và Đức Phật cũng nói với Ngài A Nan, nhất xiển đề không thể thành Phật. Ngài A Nan mới hỏi bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn đã nói với con nhất xiển đề có thể thành Phật, mà Thế Tôn lại nói nhất xiển đề không thể thành Phật? Thế Tôn nói nhất xiển đề là người không tin Phật. Nhưng nếu thời gian trước nó không tin Phật là nó mang tội nhất xiển đề, nhưng tự nhiên bây giờ nó không, nó bỏ đi cái tâm không tin đó, nó có niềm tin nơi Phật, thì trước đây nó nhất xiển đề nhưng bây giờ nó không phải nhất xiển đề, thì cái người đó nó có thể thành Phật. Còn cái kẻ mà trước đây là nhất xiển đề và bây giờ bao nhiêu lời khuyên bảo của chư Phật khuyên bảo nó vẫn không tin, thì nó không thể thành Phật. Vì trước nó nhất xiển đề, bây giờ nó xiển đề và sau này nó nhất xiển đề, thì nó không thể thành Phật. Cũng vậy, niệm Phật, nói lại là niệm Phật cũng sẽ tiêu được cái tội nhất xiển đề, với điều kiện là người đó phải bắt đầu chuyển tâm tin Phật.
Bởi không tin nó không niệm, mà không niệm thì làm sao tiêu tội? Mà một khi đã tin đã niệm thì có nghĩa là đã tiêu tội nhất thiện đề. Bán nhân quả có nghĩa là người bán là phỉ bán, là người không tin, không tin nhân quả. Và rõ ràng không tin nhân quả tội phước thì nó sẽ thấy không có thiên đường, không có cực lạc, không có niết bàn, cũng không có địa ngục, không có tha bà, không có gì hết thì đâu có chịu tu. Cứ nghĩ là chết là hết, chết là không còn gì hết, những điều mình tạo cũng mất tiêu, dù những điều tốt điều xấu gì mình gây cũng mất hết, không có cái kiếp sau. Nó không tin nhân quả. Không tin nhân quả thì làm sao niệm Phật? Mình niệm Phật là bởi vì sao? Mình tin nhân quả, mình sợ sự đau khổ, mình sợ cái ta bà sanh tử này, nên mình mới niệm Phật để mà tu, để thoát khỏi cái khổ, cái sanh tử, cái nhân quả luân hồi này. Còn bây giờ nó không tin, nó không niệm, sao được? Phỉ báng tức là bán bổ, là chê bai, là không tin thì không thể nào tiêu được. Nhưng nói theo lời mà Đức Phật nói với Ngài A Nan, nhất sửng đề có thể thành Phật, thì người không tin nhân quả, khi họ bỏ đi cái tâm không tin đó, họ trở lại, họ phát khởi cái niềm tin, họ cũng có thể thành Phật, và họ cũng được vãng sanh, và họ vẫn tiêu tội chướng. Như vậy thì nhất sửng đề và không tin, gọi là phỉ báng nhân quả đó, nếu như họ cố chấp, họ khư khư trong quá khứ, trong hiện tại và vị lai, họ vẫn sống khô cằn, chấp cứng, không thể thay đổi được cái nghiệp nhất sửng đề và cái nghiệp không tin nhân quả, thì họ không thể tiêu tội. Không thể tiêu tội vì họ không thể gieo căn lành với chư Phật, không thể gieo căn lành với Tam Bảo. Họ đâu có niệm Phật mà gieo căn lành. Nhất sửng đề và người không tin nhân quả có thể tiêu tội, có thể thành Phật, trừ khi quá khứ họ đã là người nhất sửng đề, họ đã là người không tin nhân quả, mà trong hiện tại họ gặp được một vị thiện tri thức, họ gặp được một nhân duyên nào đó khuyên bảo họ, sách tấn họ, dạy dỗ họ, để họ thoát khỏi cái nhất sửng đề, họ phát khởi lòng tin, để họ thoát khỏi cái phỉ báng nhân quả, mà họ phát khởi lòng tin nhân quả, thì họ cũng tiêu tội và họ vẫn được thành Phật. A Di Đà Phật.